Ông quý chọc. Ông chung đình chủ đẹp cả một to cái tầm đa ca để tệ phí xạm đa ca. Tốt thích bắt đầu tới ca chung từ lũ chạc rộng dòng mạc là vế. Nhưng mà một to ca tăng sơm rồi này đào cho vua. Nó xạ xây. Oui, merci monsieur le président. Bà dòng ông quân lũ thiến. Monsieur le témoin. Lục xã xây, bà dương trong này dương phi và vật tờ rụp nên mà đó hay nhầm chọc xung nô tụ tư vinh. Trên nơi bê lục thôi chỉ bật thiên một tí xong phải muối ta lục miền trăm đại rửa tế thả ta miền nẹ tô Việt Nam đại chia nẹ nê sát đại trâu ban bánh chun tờ một tí xong phải muối đại rửa tế. Chân chết Việt Nam đã trốn màu tất đầy Campuchia trở lại bàn chạp hai bình chút mà xong phải ngồi. Cái vị thị hiến hai môn ngày nít cho nó là chặt tốt chỉ kinh. Hãy xui dụng lại. Est-ce que seulement certains de ceux qui ont été envoyés à S21 étaient considérés comme des espions? Bien est-ce que tous ceux qui ont été envoyés à S21 étaient considérés comme des espions? Ở nhà tô Việt Nam để cái bánh chun tàu xong phải muối nước sao ta cái chặt tóc chia kinh từng o chẳng khi nhom chẳng xua lô tha ta miền ta muối chấm nuôn tê để cái bánh chun tàu tì xong phải muối nước để tàu bằng cái chặt tóc thay chia kinh mình men từng o tê mình men nhà tô từng o tê rứ có ao tàu bánh chun tàu mình tì xong phải muối cái chặt tóc thay chia kinh từng o con ơi tập bình chun khi chấp bình chun mà đo xong thì mũi căng lấy cái xâm bạch hơi tốt chặt tốt chỉ kinh ni dễ ru mà mặt công thai duồn vụ bà châm bà tế buồn nhẹ nó có chôl mà tất đầy khám ái có cái chặt tốt thật kinh bình chun mà xong thì mũi vụ xiêm đầy màu này sát rấy có cái chặt tốt chỉ kinh hai cái cầm tịch đụy tòa là cá khơi xảm hái để xua không bị cá lực môn này học con bia bà xong học con hãy lắc nhầm xong hãy cho anh dìm bì ca xua chùm lại nhà tô Việt Nam bình mà đòn lúc bà này dây tha ca xua chùm lại bỏ một quạt ní cứ không mình tục là mòm nai hai chan hai mòm nai est-ce que ça marche và lâu lưu bên nấu bien donc je vais continuer và là khi ông xong mình to và khi ông chôn thì dân pi với thiên bát mùi tiệt khi ông dân bánh bánh này cứ thà dân dân pi ca số chúng ta nhà tu Việt Nam lúc ban quân vô thà nhà tu Việt Nam này cứ mòm nái chỉ nhà số chúng lại hay hào mòm nái này hào chan quạt nắng có chia có miên chúng nuôi ca và chỉ nhà bò prime nhà đây để mua hơi chan đây này chẳng lúc ai bắt đầu chung mua nẹ bỏ prai nâng chung từ là ca ban đây thì thế chung một chàn được nhé thì chung ấy đấy nẹ bỏ prai nâng ông khiom số bị chậm mà đong tiếp khiom ban như vừa mang ngày muốn mà đong dài bên nè nông bạn bạn bấm xe bằng mầm này nó chung đám ở này chung một bạn đi quát hai chàn ai trong này mà nẹt tiệt đây chỉ nuôi cá bong mòng này nó chỉ nẹt tốt thì chỉ đất khmái cầm mà bị bắt Hà Nội khmái cắt liều cầm mà bị bắt Hà Nội thì đến Hà Nội chứ một đàn bọc cái pha tha chắn được thế này pha tha chắn hạt chắn mòng này hạt chắn bị một chắn được thì mùi kia bọc cái lực mình thì xòm phải muối muối chỉ nẹt tốt để xòm phải muối vào một prà
Donc, Patanchan a assisté à de nombreux interrogatoirs de prisonniers vietnamiens. C'est exact. Patachan était lui-même un prisonnier. Patachan il avait été épargné pour pouvoir servir d'interprète. C'était à cette fin. ចាញ់មកនឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបកប្រែការសួរចម្លើយអ្នកទោសវៀតណាមខ្ញុំសួរលោកថាតើដោយសារមូលហេតុថាគាត់មានប្រយោជន៍មកជួយបកប្រែនឹងហើយបានជាគេមិនយកគាត់ទៅសម្លាប់ចោលឬក៏យ៉ាងណាអរគុណដោយសារតែត្រូវការគាត់សម្រាប់បកប្រែហើយនឹងបង្រៀនភាសាវៀតណាមដល់បងចាន់នេះហើយបានគាត់ខ្ញុំអរអគុណគាត់ទៅសម្លាប់ Est-ce que vous savez si Talok men dang dai rư te? Est-ce que vous savez s'il a survécu? Tha ta pha tha chan ni kwat ruh rian mien chivit dai rư te sop thngai? Okun ne pe rot yun kham at dang te, pan da krai mao men khoeng aikasa che chran nige ampi pha tha chan Alors, je vais demander à la cabine audiovisuelle de projeter une partie d'une interview qui a été réalisée par Vietipan de Bopana et qui est une interview de Tanchan. D'un extrait de la vidéo que l'on peut voir sur la côte E3/2352R et les transcripts de cette vidéo, Alors, ERN en Khmer 012 39 39 944 à 963. ERN en français 0 1 2 4 1 0 4 5 à 59. អត់មានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរទេដែល
Bien, donc je vais redire les ERN. Bà là, chúng ta lấy anh chia sẻ hôm nay đoạn tiết. Zéro. Và zone mũi pi bảy trăm bốn trăm bốn bốn bốn. Jusqu'à. Tờ đó. Zéro. Zone mũi pi bảy trăm bốn trăm bốn trăm mũi bảy. ERN en français. Anh chia sẻ bằng cứ. Zéro. Zone mũi pi. Bốn mũi zone. Bốn trăm. Je précise que l'extrait que l'on va entendre tout a été traduit en khmer et est-ce qu'on ba lou mien ka bok prai je sa khmer hai lou hai ru nou ta khom aich ban chang video ni ban dai ru te ba prai so tu cha sai ne le clip video tam samna som robo lu cha krom le ekran tu ru tu ខ្ញុំនៅក្នុងគុកនេះហើយហើយអាស្រួលចម្លើយរបស់គេហ្នឹងគឺថារឿងដែលវិធីរបស់គេយើងគ្មានអីនិយាយប៉ុន្តែគេសួរឲ្យឆ្លើយហ្នឹងគឺថាមុនដំបូងគឺថាគេវាយនឹងខ្សែតៃខ្សែតៃនេះមើលនៅក្នុងខ្ញុំហ្នឹងថាមានស្នាមហើយបើកមើលឃើញហើយទី2ទៀតគឺថាយើងអត់ឆ្លើយគេវាយនឹងដបង បែកអស់កែងនិយាយស្អីនេះស្នាមសើយើងសិតវាយយើងជឿនឹងតោណាវាទៅហើយទី3ទៀតដល់ចុងក្រោយគឺថាគេឆក់ខ្សែភ្លើងខ្សែភ្លើងនឹងគេលេងយើងគៀបពីរឆក់ឆ្លងគុកវ៉ាឆក់ជួរកាវាស្លាប់ទៅហើយគេចាក់ទឹកពេលអានឹងពេលហ្នឹងគឺថាស្លាប់ហើយគេចាក់ទឹកគេអស់ចេញណាយកទៅដាក់គុកជើ ខុំ ទុកសិតពេលណាដែលក្រោករួចយើងមិនសួរទៀតឬលើក្រោយគេប្រើវិធីផ្សេងដកកញ្ចក់នៅក្នុងនេះខ្ញុំនេះកញ្ចក់ខ្ញុំដកនៅស្នាមនៅលើដែរនេះនេះគេកញ្ចក់ជើងខ្ញុំកដកហើយយើងនឹងវាឈឺវាអស់ហើយគេហៅថាដូចស្លាប់ទៅហើយធំ រឿងឈឺនឹងជឿឈឺប្រកាសស្លាប់នឹងគឺសួរមិនចាញ់គេយកទៅញាត់គុកទៀតប្រហែល2-3 ថ្ងៃពេលណាដែលយើងក្រោករួចគឺគឺយើងមកសួរទៀតសួររឿងផ្សេងគេសួរលើកគេយកទៅចាក់ទឹកយកជ្រលក់ទឹកវាយក្នុងធុងលេងអាម៉ាក់នោះទៀតហើយបើមិនចាញ់ទេក្រោយមានកម្មវិធីគេអាភ្យូកអូ ទៀងឡើងខ្សែកនឹងគេធ្វើចឹងទៀតក្នុងវងហ្នឹងគឺថាគេចង់ធ្វើឯកសារពីខ្ញុំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគ្មានអីឯកសារខ្ញុំថាទេខ្ញុំឆ្លើយតែមិនខ្ញុំធ្វើបដិវត្តត្រឹមត្រូវគ្មានក្បត់ហើយខ្ញុំក៏លើកបញ្ហាឡើងថាមុខតែស្លាប់ប៉ុន្តែយើងនិយាយត្រូវ មិននិយាយអីខុសពីឆន្ទៈរបស់យើងទេយើងមិនមែនក្បត់ប្រជាជនក្បត់ទេការចលនាតស៊ូទេប៉ុន្តែគេដឹងថាយើងនឹងវាមិនមែនកម្លាំងរបស់គេកម្លាំងដែលតស៊ូពីមុនមករួមជាមួយគេនោះហើយគេត្រូវបោះសម្អាតចេញអញ្ចឹងដែលគោលបំណងសំខាន់ដល់ធ្វើអីវាមិនហើយគេក៏លុបបំបត្តិចោលហើយដល់ពេលគេថា ក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺថាគេសួរចម្លើយយើងដឹងហើយដោយពួកខ្ញុំនេះគេដឹងថាខ្ញុំចេះភាសាវៀតណាមគឺថាគេបែបសញ្ញាថាយកវាយចោលប៉ុន្តែគេរក្សាទុកដើម្បីធ្វើការរបស់គេនោះពេលណាមានសភាពការអីហ្នឹងគេដឹកយើងមកដើម្បីយកទៅឲ្យយើងគេសួរចម្លើយហ្នឹងឲ្យយើងបើប្រែគេស្ដាប់
đặt nóc đai khoa chương dưỡng phần ấy ôi dương bộ phê vừa dương thì dương mình trúng lớn kì lên dương đai nó ta bọn đã dương đai và dương đai nó thì dương có miền ấy kì xua ấy nóng chá lói mối dương dương tam bất chứng kìa nóng chá lói thế bùa nóng phía chọn khiêm đăng thay vì chá lói tâm tử bố biết vì tha vì bà chi chuân vì chá lông tơ bà tê thay rồi có nè na nóng nè anh chạp vì mốc vấn đấy vì thầm mấy nè anh chỉ con tọc một sợp cả liên tuyên Campuchia thấy chứ nhưng mà là muốn nâng về trong ban xây ở đường đẹp sai không biết chút thọt sầm lên tấu cứ viết tấu ai nị gì ở đường nâng hay xin nhẹ đất miền đây hay dù vai trò hay nâng nâng chùm luôn nâng bạc miền đất tấu khăn xây nâng đẹp cái lành snow kia luôn à lúc nông chùm nuôn nóng bẹp miên nâu khẳng chứng ếch nông Việt Nam miên ấy nó không nóng đại vai trò nóng khóc tâm hồn nông mà đông nóng nâng nền nà khá thế phô vi chắp mô tu tiên bà tê mẹ nên họ hỏi gồ bê đều vay lúc cứ thở Việt Nam ôn miên vay cho mô Campuchia thế bởi vì vay lúc cho tốc nóng bà tê Việt Nam nóng hay ta chắp dù mô chưa cá chắp mình ban tọp thì hiên cái đấy vẫn chắp ban phải chưa chuẩn rồi xì xế nó vô mốc bẹt thả Việt Nam liên tuyến đâm bấy rồi sọp tam sập hiệp ca với kiến rồi bị chắp thấy phu Việt tam nhâm đấng xua ta Việt Nam ta ngon nó mình men và tiền họ thành nên đấy nhưng mà mình đăng cho ba thế vẫn được kho áo nè cứ kho áo bộ việc bẹt oi sạn nè việc bẹt oi cả chia sẻ đến cái mỏ cái ăn miên kho ao đúng không thế món ấy về miên kho ao mua chùm nuôn để muốn vốn vay chỉ mua thì mình càng muốn vốn nữa Việt Nam đâu nâng rùm cái váy về miên kho ao nó để ví dụ về một tiệm nó thì bồng phớt cá bứt pì thả nè chỉ phó tam đầm Việt Nam liên phiên xây Campuchia nó cứ thà về chạm bàn chuyện nịch hay cho mọi sự cài vẫn đã cá bứt Việt Nam miền cho mọi na bởi vì vay cho tàu rum đen Việt Nam từng bị phạm tới đắp cái lô cho tàu không đúng không phải đúng chẳng mà là rương từ ngon ấy cứ đâm mấy ở ban lâu sầm nôm po mấy chị ta cái hậu thả ở sầu lô chui về thà Việt Nam xin tiền vô tức đây Campuchia lên tức đây Campuchia ấy và bánh hà ấy thằng ngon lắm cứ với tàu cùng phước cá bật mà nếu để tam nhầm đơn sùng khai Monsieur le témoin, tout d'abord, est-ce que vous connaissez la personne qui a été interviewée? Et qu'est-ce que vous avez dit au sujet de ce que vous avez entendu? Monsieur le témoin, je vous remercie. Càng nó bị máy nó ít cứ cầu bên mẹ cả ra nít thì mùi cứ không sống bên chạy chẳng không scotch ba tí pi cách xâm phía là bóc quật vì miễn cô cầm nứt mùi chỉ cô cầm nứt nhiều bài đọc sái ở Việt Nam đọc sái ở Yun ấy cô cầm nhận mũi tiết bầm phà tiền rồi là cắm đầy thuế tiền lời quạt cướp mạng đúng không nhâm sông bên dạ tha chầm non cọt nó khmien à rương chờ luộc tức tức không bỏ ập được cái ơi cái thơ hay là đặt tăng lên điện tu sài thế ở đây hay giúp tôi bị thi đầy thuế đẹp đại như vị thế đại chỉ luận tức mình ắt miên prai thì
hay ai chứ tình thì đọ cái chọn này ắt miên bằng hai phó tang ấy chứ bắt đó nè ông bị yết tình thì ông bị khâm xa để quật xa đập tiếp say say nó cứ chia cô cầm nít nhiều bài nó bọc buộc cầm mà phải báo mau bị cài mau bị hàn nội nè vì chỉ bắt tập tiếp muốn để bình chăng ở khơi chia cô cầm nít nó bọc buộc nó giằng mạnh đó là lấy kim miên sợi phết cái chân nhất khi tới đã thì bái sợi để kỳ thời cá thì gì làm bấy đó xa ở khuôn kỳ nít bản năng Donc, si je comprends bien ce que vous dites, supporter ce que les cadres Hanoi faisaient à l'époque. C'est ça ce que je comprends. Avec des camarades Hanoi, tout un cas de maille nous. Ta nhom tru yul bab nang rưỡi yul chẳng nào vinh. Ok, con khâm sa để phát hai chân gì ní? Cứ nhom yul bab nang. Cất căn chướng phụ mau bị Hanoi. Ní vậy ở chấm cứ cất căn chướng pen cá. Robot Ho Chi Minh, Khlong Ka, Krup Krong Campuchia, Yok Campuchia, Thoi Chi Ranop Robot Khun. Khom Som Bichat Tha Tru Sdai Ni. Mun Nu Bong Ke Leuk Lang, Ke Tha Bopa Hai Tai Muay. Ku To Su Wai Parang. Doich Ne Pak Tai Muay, Ku Pak Komunist Hindu Chan. Kong Top Tai Muay Ratthaphibal Tai Muay. Ni Kol Kamnat Ke. Monsieur le témoin, est-ce que c'est ce que vous avez entendu dans la vidéo qui a été projetée? Ou est-ce que c'est ce que vous pensez? Je n'ai pas entendu ça dans la vidéo. Ou est-ce que c'est ce que vous avez entendu dans la vidéo qui a été projetée? Pour que vous avez entendu ça dans la vidéo qui a été projetée dans la vidéo. Ok, comme ça, je vous ai dit que vous avez entendu ça dans la vidéo qui a été projetée. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les propos, les déclarations faites par les prisonniers vietnamiens devaient cadrer avec les déclarations souhaitées par le parti. Est-ce que Fat Anh Chan déclare? Il déclare aussi que certains prisonniers n'étaient pas des militaires, mais étaient des civils, qu'ils étaient présentés comme étant des militaires, alors que ce n'était pas des militaires. Il déclare aussi que certains prisonniers n'ont pas été arrêtés alors qu'ils étaient sur le sol du Cambodge, mais ils ont été arrêtés ដែលទៅវៀតណាមមួយចំនួនហ្នឹងមិនមែនចាប់បាននៅទឹកដីឬទឹកដីខ្មែរទេគឺចាប់បាននៅទៅលើទឹកដីវៀតណាមដែលកម្ពុជាចូលទៅចាប់យកពីវៀតណាមតែម្ដងហើយចាប់យកមកស្លៀកពាក់កៅអីហ្នឹងគឺដើម្បីឃោសនាបង្ហាញថាវៀតណាមរំលោភឈ្លានពានលើទឹកដីកម្ពុជាតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំស្ដាប់លឺអញ្ចឹងមិញអរគុណ រឿងទាហានយួនចូលមកមែនយើងខ្ញុំចាប់បានខោអាវអស់នេះអត់មានខោអាវចំនួនណាទេនេះមកផ្នែក
Monsieur le témoin, je ne parlais pas des incursions des forces vietnamiennes au Cambodge, mais le témoin a parlé d'incursions des forces vietnamiennes au Cambodge. Il a dit qu'à l'occasion de ces incursions, des personnes avaient été faites ជនជាតិវៀតណាមមកចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកមន្ទីរស.23មួយហើយជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នោះមិនមែនជាយោធាទាំងអស់នោះទេមិនមែនជាទាហានទាំងអស់នោះទេអ្នកខ្លះនោះជាជនស៊ីវិលទេចាប់មកបញ្ជូនមកមន្ទីរស.23មួយតែអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេអរគុណខ្ញុំបាននិយាយហើយថាទាហានយួនដែលចាប់ចូលមកច្រើន ស៊ីវិលយួនចូលមកមួយចំនួនណាដែរតិចបើប្រៀបធៀបគឺតិចដូច្នេះទាហានយួនវាច្រើនជនស៊ីវិលវាតិចនេះទី1ទី2ទៀតការវាយគ្នាជួនអីយើងចូលទៅខាងយួនជួនអីយួនចូលមកខាងយើងនេះវាជារឿងធម្មតានេះការវាយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si les prisonniers civils vietnamiens ont dû avouer qu'ils étaient des soldats vietnamiens? Est-ce que vous en souvenez? Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur ce film? Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur ce film? Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur ce film? Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez ខាងជើងភ្លើងមរយអសំពុះខាងកើតភ្លើងមរយហកសិបបីហើយនឹងខាងជើងភ្លើងមកយតុងអានឹងមកផ្នែកទៅមកផ្នែកទៀតថតនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំផ្លូវលេខកៅប្រាំមកផ្នែកដែលទៅថតនៅនោះនិយាយអំពីវិការដ្ឋានដែល យើងចាប់ទាហានយួនទាហានយួនចូលមកយើងចាប់បានវាលើកដៃលើកអីគឺថតអាបញ្ហានឹងឯចំណែកមកផ្នែកទៀតដែលថតនឹងផ្ទះខ្ញុំអាផ្លើលេខកៅ 5 ហ្នឹងទាហានយួនចូលមកហ្នឹងតាមពិតបើតាមខ្ញុំចាំទាហានយួនវាកាន់មួកធ្វើអញ្ចេះអាមួកកូបវាធ្វើអញ្ចេះដល់ទៅមិនថេងថាហេកាន់ដូចដើរលេងហ្មិចឲ្យកាន់ ដៃពីអញ្ចេះហើយអោនដើរចូលទៅហើយដល់ទៅបើតាមការណែនាំគឺឲ្យនិយាយទៅពីវិញមកទេខ្ញុំសូមគោរពបកគុំនេះកម្ពុជាទូសិនបើកើតស្អីទៀតទេអានឹងខ្ញុំចាំអានឹងថតមកបែបទៀតនេះការថតគឺវាកើតពីកន្លែងហ្នឹងឯចំណែករូបថតខ្ញុំមិនដឹងនិយាយទេប្រុសចាក់រំដឹងសួរហើយសូមចាប់ប៉ុណ្ណឹង Est-ce que ce film a été présenté lors de sessions de formation, notamment des sessions de formation
pour les membres du personnel de SVN. អរគុណកុននេះវត្ថុបំណងតែមួយគាត់មិនមែនបញ្ចាំងនៅស្រុកខ្មែរទេហើយក៏មិនបញ្ចាំងនៅក្នុងថ្ងៃកុនដែលគេថតជាប្រចាំឆ្នាំកម្ពុជារបស់ជំនាញទៅមុខដែរកុននេះថតមានវត្ថុបំណងតែមួយគាត់គឺយកទៅបញ្ចាំងនៅចាកាតាពេលនោះមានប្រជុំអីទេនៅចាកាតាដើម្បីជម្រាបអ្នកដែលចូលមកប្រជុំនឹងថាយួនចូលធានពានកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ Est-ce que vous vous souvenez si notamment ce film a été projeté à l'occasion de sessions de formation auxquelles ont participé des personnels de S21 ou à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du parti le 17 avril 1978? អរគុណកូននេះអត់បញ្ចាំងនៅសមភិមួយទេហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺអត់បញ្ចាំងនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាទេ Pourtant nous avons de nombreux ហើយឃើញវះពោះទៀតផងលោកចង់ដែរគឺនៅសាមណាថ្ងៃទី26មេសាឆ្នាំ2006មកដល់52នាទីហើយនឹងចម្លើយរបស់ហឹមហួយនោះគឺនៅសាមណាថ្ងៃទី4ឧសភាឆ្នាំ2006ជាដំបូងគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់មេធាវីហើយគេរោនៅម៉ោង14:30នាទីហើយខ្ញុំសួរខ្លួនឯងតបពីម៉ោង15 Chắc đấy con đè vô từ bên trong nơi sau mà phải mũi trăm không chịu miếng bơ xanh chia lục cà rong trời cả ai trong này chốt để sầm đây thả vô vuôn để sầm lấp hãy từ thoát à vi cà than để sầm lấp vuôn cứ chỉ bịa phút phò ắt nhiên ấy con đè dừng thoát nơi đằng sau mà phải mũi nó ắt vô từ bên trong ở phụ sau mà phải mũi khơi thì nít chắc đấy ដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមថាហឹមហួយនេះនិយាយអំពីបញ្ហាកុននេះផលទេហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលាច់មានខ្ញុំគិតថាលោកចៅក្រមក៏បានឃើញសក្តិកម្មបោះបកលម្នាក់ដែលមកតាំងខ្លួនជាលាច់មានហើយដល់ចុងបញ្ចប់នៃការដេញដាល់គាត់ សហប្រិយអញ្ញាលើកដល់លើកបុគ្គលនោះដែលតាំងខ្លួនថាឡាចមានបកាយថាមិនមែនសញ្ញាខ្ញុំទេសហប្រិយអញ្ញានោះអ្នកសើចវិការដ្ឋាននេះខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលមកទាំងខ្លួនជាឡាចមាននេះគឺឡាចមានសិបនិមិត្តមិនមែនឡាចមានរបស់សំភីមួយទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះអត់ដឹងអីទេយើងខ្ញុំត្រប់បដិសេធសាក់សៃបែបនោះ
ម្ដងរួចហើយលោកចៅក្រុមជ្រាបគឺឈ្មោះអាចាន់ហ៊ឿនហើយដល់ចុងក្រោយបញ្ចប់ខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេសក្តិកម្មរបស់វានេះនិយាយថាខ្ញុំសម្រាប់មិត្តប៉ុនហើយនឹងមិត្តប៉ុនបានខ្ញុំថាចុះបើខ្ញុំសម្រាប់មិត្តប៉ុនហើយបានអ្នកណាប្រើនៅសងភីមួយកាលនោះវាវានេះគេនឹងហើយកន្លែងសាក់សី អូនក្បាលជ្រប់ចប់ដាក់មុខហើយដល់ទៅខ្ញុំសន្និដ្ឋានជូនលោកចៅក្រមថាអាស្លៀបបែបនេះមានពីរអាមួយទៀតនៅអូកសាលោកចៅក្រមក៏បើកតតើហើយបដិសេធសក្តិកម្មរបស់វាចំពោះមុខអង្គជំនុំពេលនោះសរុបមកបុគ្គលឡាចមាននេះជាមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សដែលមកបង្ហាញខ្លួនថាឡាចមាននេះមិនមែនទេមានឡាចមានពិតរបស់ខ្ញុំទេ นี่สมเจ็บปานนั้นไอ้จํานายเอิ้มพุ้ยខ្ញុំបាននេះហើយក្រោយមកសក្តិកម្មទៅយានាតប្រាអង្កលើកមុនជាមួយរឹកផងក៏យ៉ាងសិតតែខ្ញុំនឹងពង្រៀនវាយសម្រាប់មនុស្សនឹងឯងភ្លឺរទេះដូច្នេះអឹមពុ้ยសក្តិកម្មរបស់អឹមពុ้ยវិញហើយបងវាយផុតពីការផុតហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ La chambre appréciera. Bang, je me rends à l'aide. បាទខ្ញុំបតាមខ្ញុំចាំថាសហត្ថលេខាសញ្ញាដោយឡាចមានឬក៏ឡាចមានសប្បនិមិត្តនោះគឺបានលើកឡើងមកនិយាយដែរក្នុងសម្មនាការយើងនេះយើងនឹងនិយាយពីចំណុចនេះនៅពេលក្រោយពីរឿងហត្ថលេខាគាត់នោះខ្ញុំសូមបញ្ចាំងឯកសារគុណឯកសារមួយក៏ចំណងជើងកម្ពុជាកម្ពុជាខ្ញុំសូមឲ្យលោកធ្វើប្រតិកម្មនៅពេល ខ្ញុំបញ្ចាំងហើយគឺមានលេខកូដ E2354R Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez en tout ou en partie cette vidéo? Ok,
ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអំពីផ្នែកមួយដែលគេថាថតដែលខ្ញុំនិយាយថាគេថតកន់នៅនឹងផ្ទះខ្ញុំមែនទេជារឿងប្រឌិតក្រោយទេថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើថតកន់នោះមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនយកបានហ្វីលកន់ដែលខ្ញុំធ្វើមិនធ្វើនៅផ្ទះខ្ញុំទេព្រោះថាទីមួយលោកចៅក្រុមមើលចុះការោផ្ទះនោះជាការោចាស់ ខ្ញុំប្រើការោចាស់នឹងឯចំណែកនេះមើលពីនិតឲ្យច្បាស់យកផ្លាស្ទិកពណ៌ទៅក្រាលពីលើដូចនេះវាខុសមួយបាត់ដូចនេះមិនមែនជាកុនដែលខ្ញុំថតទេហើយទី2ម្កាលនោះយើងបញ្ចាំងនៅក្នុងសវនាការសំណុំរឿងលេខ001មានលឺភាសាខ្មែរហើយភាសាដូចភាសាអង់គ្លេសនៅក្បែរនោះទៀត អភិសាយវិទ្យុនហ្នឹងហើយមានភាសាអង់គ្លេសនៅក្បែរនោះទៀតដូច្នេះនេះជាមូលហេតុ2ដែលកាលនោះខ្ញុំបដិសេធបណ្ណាមូលហេតុទី1នឹងកាលនោះខ្ញុំសង្កេតអត់ទាន់ទេខ្ញុំអត់មានមតិទាន់ទេឃើញតែមានមតិមិនទាន់ដូច្នេះមានបដិសេធតែមូលហេតុទី2ទេគឺដែលណែនេះ ដែលគេមានសម្លេងភាសារភាពជីវិតណាមហើយជាអង់គ្លេសកំឡុងភាសា2ចន់គ្នានឹងនោះដូច្នេះគ្មានអីថ្ងៃនោះគ្មានវៀតណាមហើយអង់គ្លេសទៀតទេអត់នេះជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំបដិសេធខ្សែកុននឹងដូច្នេះខ្សែកុននេះជាខ្សែកុនប្រឌិតក្រោយមិនមែនខ្សែកុនដែលខ្ញុំថតនៅផ្ទះខ្ញុំហើយយកមកប្រើទេ ហើយទី2ខ្ញុំសូមនិយាយត្រឡប់ដើមវិញកន្លែងដែលមិនហោទៅថតកុនដែលថាចាប់យួនបាននោះមិនមែនមានផ្ទះថ្មមានអីចឹងទេជាគេប្រឌិតក្រោយដែលមានដើមមកផ្ទះថ្មឯចំណែកដែលមិនហោទៅប្រឌិតនោះគឺនៅផ្លូវខាងជើងខាងកើតផ្លូវ 163 ហើយនឹងខាងជើងផ្លូវម៉ៅកតុងដូច្នេះមានតែកពតព្រីទេអត់មានផ្ទះថ្មអីទេ លើកដៃទៅហើយនឹងកពុតព្រីអានេះបណ្ដើទៅមានទីហ៊ានខ្មែរចេះអស់ណែមានណែយុតិជនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដើរទៅហើយទីហ៊ានយួនទៅចាប់បានមកវងទៅជារឿងប្រឌិតក្រោយទាំងអស់វិការដ្ឋាននេះអត់មានជាវិការដ្ឋានដែលធ្វើនៅសមអភិមួយទេឯចំណែករឿងថតប៉ុលពតអីខ្ញុំសុំមានមានមតិទេ Bien, pour résumer, vous considérez que aucune partie de vidéo ne correspond au film qui a été tourné par KAING. Vous considérez que cette vidéo est un faux qui a été tourné à des fins de propagande. Considérez que c'est un faux? Vous considérez que c'est un faux? Et vous avez dit que la scène chốt đại kê khơi cái chạp anh ạ tô hân cái chạp nâu chọp lâu mà chỉ tung hai năng mà rồi học bày hai luôn dễ thạc lại nó ăn miên này ăn miên là tẹt mò ấy thế miên là bày cái phô đấy nhưng ăn vô cho ba luôn dễ thạc mà cả lại chốt cái chạp nè tô Việt Nam nó nè tờ hiền Việt Nam nó cứ nâu na nâu mà gì tung hay phải lấy mà rồi học bay chẳng mấy sông lục chui bình chạm mà non thiệt mà học còn cần lại nút cao chùm nón nút ăn miên phía thơ mò thì ở lại nếu mình đang dịp phía thơ mò bảo mang cho này thì mình cần lại nóng khăn cá phải lấy mà rồi học bay ọt phản tí vì bạn gì và là khăn cá phải lấy mà rồi học bay
khăng lách phlêng 163 ni có mần tuan miên chế ấy sơ mô đai cái lấy nó bong chân chát cót đặt ấy sẽ phụ công ma mà chim nâng nông ấy khăng khăng nó tu chân được cho nên việc cầm bốt bế để cầm bằng ớt miên là nà khơi như thế phlêng mau cho tông nâng việc thông việc về xong bình dạy thật nông pinh cao nó dù dù khơi làn môi thì bà tam trăm bách càng nghe là bọc cả xuông mình ti mình mến đôi ở lời thì hai cần lại nó có prai pro hai đôi chân nét chỉ cần lại mũi đầy dương nhóm ba này gì hai thọt con để chập vốn hai mình này gì ẩm pi dùng nó từ sầm lắp hai tụm lại từ không tắt đâm bay ở đằng thập màn khai về phọc ốp màn ngay về phọc ai cái lại đi chia cái lại để không vô mình nó sầm khán đôi buồn vết bằng hốc hai mình nát nhớ tới cầm tịch này đi nó hai thọt cái lại nó đá để vô bộ bật thì chẳng buồn nhẹ nó tới đột cái bị sầm lá hay đột vô tới sầm lá hai bật đột này đột được con làm được cho nên cái lại nó tràn được cho nên không kết thả lúc chạy cỏ ai miền phản tí mơ khơi nha, lời nóng quýt áo mà miền tài cầm bốt bởi tí được chứ này, vì cả là thang để xâm đầy nó không còn dạng bẹp nít nữa ọt mềm tí chỉ vì cả là thang để kì thơ cỏ ngay bởi mẹ cả ra tặng rụt dùn màu xa là phép nâng xong chắc để kì hai thật chắc, để xâm thật chếp chắc nhầm luôn bởi thoát ở trong mình tên cái à rụp vua nâng viêm miến à rụp này xây nhà chết rồi bắc cam bịa bịa tập tài à thần nốt hay nâng miến miến thần nốt miến ấy nâng miến ní cứ xong xong bịa nâng Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on aurait fabriqué ce film? Apparemment, vous avez décrit des scènes qui correspondent plus ou moins à ce qu'on peut voir. Des scènes de la station. Je précise que la vidéo a été diffusée intentionnellement sans le son. Cette vidéo fait partie d'une documentaire dans laquelle il y a de nombreuses images. Et dans le documentaire, il y a effectivement des prisonniers vietnamiens qui ont fait des déclarations. Il y a un commentaire en anglais pour ne pas influencer votre opinion. J'ai préféré qu'on diffuse cette vidéo sans avancement. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, on aurait pu faire un film qui aurait été fabriqué. Bien, une toute dernière question. Vous souvenez de nous avoir dit qu'il y avait un panneau qui avait été fabriqué et qui avait été mis au-dessus de l'entrée de S21 le jour de la célébration du 7 avril 1978 pour l'anniversaire de la France. Est-ce que vous pouvez nous redire exactement quels étaient les slogans qui avaient été inscrits sur ce panneau? Tại lúc ấy mình vô bàn để vì khẩm xa này bị sáu nâng nâu đã bật nâu khóng vì tí xóm phây mũi nữa. Lúc ấy mình vô bàn này. Ở con xóm phây mũi ở đây bật
ខ្ញុំមិនដឹងថាបាត់តានៅក្នុងទ្វារស21ទេបាត់តាបែបណាក៏ដោយគឺអត់តែម្ដង main ស21 មានរៀបចំបាត់តាមួយចំនួនច្រើនដែរប្រហែលជា 10 ឬក៏លើស 10 សម្រាប់តាំងឡើងនៅក្នុងថ្ងៃ 17 មករា សុំទោស 17 មេសា និង 30 កញ្ញា ដែលជាថ្ងៃបុណ្យជ័យជំនះទៅលើរណលអាមេរិកហើយនឹងថ្ងៃ 30 កញ្ញាដែលជាថ្ងៃកំណត់បាក់យើងខ្ញុំ បិទ 3 ថ្ងៃនៅថ្ងៃ 17 មករា អស់ណែ សុំទោស 17 មេសា ដាក់ដានឹង 3 ថ្ងៃហើយពិធីបុណ្យធ្វើ 3 ថ្ងៃ ទូទាំងប្រទេស ហើយ ដោះ ចេញ ដូច្នេះ បដានឹង សារៈ ណែ មួយ ជាយោ បក កុម្មុយនីស្ត កម្ពុជា ដ៏ រុងរឿង នឹង ត្រឹម ត្រូវ មហា អស្ចារ្យ អា នឹង មាន មួយ ពិត ជា មាន ហើយ នៅ នៃ ឯ ណា ក៏ ដោះ ពិត ជា មាន បដា មួយ ទៀត ស្អី ដាច់ ខាត ប្រឆាំង CA កាលពីពេលភ្នាក់ងារយួនលេបទឹកដីអានឹងពិតជាមានហើយអាវ័យសម្រាប់3តោនហ្នឹងនៅក្នុងស21ដូចអត់មានដាក់ពាក្យស្លោកទេប៉ុន្តែពាក្យស្លោកហ្នឹងជាពាក្យស្លោករៀងជាពាក្យស្លោកសកលបំផុតនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងខ្ញុំក៏ពាក្យស្លោកដែលលើធ្វើហើយយមឲ្យចាធ្វើខ្លួនឯងដូច្នេះអត់មានពាក្យស្លោកឯណាទៅបិទនៅក្នុងធារ21អត់ទេគ្មាន គឺជារឿងពុទ្ធោហើយចំណែកបណ្ដាដែលយើងខ្ញុំធ្វើអក្សរក៏មិនមែនបែបហ្នឹងហើយមិនមែនត្រឹមតែមួយទេប្រហែលជា10ឬក៏លើសដល់ហើយខ្លឹមសារសំខាន់នេះបណ្ដាមួយជាយោបកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដល់ត្រឹមត្រូវរងរឿងមហាអស្ចារ្យហើយមានពាក្យស្លោកមួយទៀតបរាជ័យកាស៊ីបេសេអាកាស៊ីបេភ្នាក់ងារយួនលេបទឹកដី Bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'aurai pas d'autres questions à poser. Bah, l'oxa, c'est que nous avons un peu de temps. រុស្ស៊ីលីសសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសន្ទនាការសម្រាប់ការអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកគឺសំផនហើយនឹងសាក់សីកាំងគីដូចទៅកាន់បន្ទប់សម្រាប់ទីទាំងខ្លួនដែលរៀបចំនៅខាងក្រោមសាធារណការនេះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនលោកគឺសំផនត្រឡប់មកចូលរួមសម្មនាការនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះវិញនៅរុស្ស៊ីលីសបានមុនម៉ោង 6 កន្លះដែលឡែកលោកកាំងគីដូចឲ្យមកកាន់កន្លែងផ្ដោតឲ្យកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះវិ